hôm nay chia sẻ cho các bạn làm cây sung mini chơi nha các bạn à, nếu các bạn chơi bonsai trái thì sung cũng là một cái dạng cây mà các bạn nên à, lưu ý nha các bạn ha đáng để chơi thì à, sung là một dạng cây rất là dễ nhân giống bằng cách chấp cành các bạn thì cái này mình cũng đã dâm cành cách này cũng, uh, cũng, khá lâu nữa các bạn cũng sáu mấy tháng gì đó à, đối với những cái dạng sung mà các bạn muốn chơi mà nó nhanh có trái á chẳng hạn như là mình lựa những cái cây nào mà nó đã có trái rồi thì mình cắt những cái cành đó đó mình đem đi dâm thì sau này nó sẽ ra trái nhanh lắm so với những cái dạng mà các bạn chọc từ hạt thì nó lâu các bạn có khi là chồng từ hạt lên có khi nó có cây nó có, có cây nó không có nữa các bạn nó kỳ vậy đó. <laughs> đó. thì tốt nhất là các bạn muốn nhanh thì mình lựa những cái cành những cái cây nào mà nó nó đã có trái rồi thì mình cắt cái đoạn đó mình đem đi dâm thì, thì cái cây mình nó sẽ đẹp hơn và nó nhanh có trái hơn thì đây là tất cả những cái cây mình đã dâm nè các bạn đó nó, nói chung là nó dễ lắm các bạn nó dễ nhưng dốc lắm thì hôm nay mình sẽ uh, lấy nó ra mình uh, xử lý luôn lần nữa rồi mình bỏ vô chậu mình nuôi thì uh, nếu mà sau này mà các bạn chơi mini ha muốn chơi chậu cạn thì những cái ghế cọc như thế này nè các bạn nên cắt bỏ đi ha xử lý luôn đó cắt bỏ cho nó ngắn này để sau này mình chơi mini thì mình dễ dàng xử lý cái vô chậu đồ vô luôn đó các bạn đó uh, có nhiều bạn cũng nói là Em làm sung dâm cành hoặc là em trồng sung thì nó cũng hay bị chết à, mọi người nói dễ thì dễ nhưng mà sau kỳ em làm nó hay bị chết à, thì à, cái sung đó, nó cũng có à, nó dễ thì dễ nhưng mà các bạn xử lý không đúng cách thì nó nó vẫn khó nha các bạn ha thì ở đây mình có mấy cái lưu ý đây cho các bạn nào mà muốn chơi sung à, muốn nhân giống bằng cách dâm cành hoặc là mình trồng sung gì đó thì mình lưu ý à, mấy cái chỗ này, đó, này sung đó. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn cắt à, cắt cành dâm á hoặc là các bạn à, cắt rễ cọc giống như cây của mình này nè thì các bạn à, để tâm tới cái cái vấn đề là cái vết cắt ha. Cái vết cắt các bạn cắt bằng kéo hay bằng cưa gì đó. Nhưng mà cắt xong thì các bạn hãy dùng một cái dao cho nó bén. Nếu các bạn có cái dao chuyên dụng thì được. Còn không thì các bạn dùng cái dao gọt giấy để mình gọt cái vết cắt cho nó cho nó ngọt lại, cho nó mịn lại, nó không có bị dập. Chỗ đó nha các bạn ha. À, khi các bạn biết những cái cành mà khi các bạn cắt á, mà nó bị dập á, thì bạn chọc xuống cát nó không có um, nó bị úng um, ngay chỗ đó các bạn nó không có kéo sẹo được thì không kéo sẹo được có nghĩa là nó không gây gãy chỗ đó được thì dẫn tới là cái cây của bạn nó không gây gãy và nó các bạn giâm cành nó không thành công là chỗ đó đó, đó. Um, nếu các bạn nào mà mới bắt đầu chơi cây á, thì mình khuyên các bạn à, um, cái này lúc trước là mình cũng hay bị <laughs> mà không phải là các bạn không đâu mà nhiều người cũng vậy ha đa số là khi mà mới bắt đầu chơi cây thì đầu tiên là mình sẽ nghiên cứu về những nơi tạo dáng ha uống làm sao uống vô dây làm sao để để mình là uống cho nó đẹp nhưng mà quên cái, cái khâu mà trồng những cái cây nè cái quan trọng là mình phải biết cách là trồng những cây phôi các bạn ha cái quan trọng nhất là biết cách xử lý những cái những cái phôi giống như vậy nè đó nó là cái quan trọng để sau này các bạn uh, sẽ thành công hay không đó các bạn đó ha chứ còn uh, vô dây hay tạo dáng này kia thì các bạn để từ từ cũng được ha là sau này một thời gian các bạn chơi thì bạn ngộ ra được là các bạn cũng sẽ biết à còn cái quan trọng nhất là bạn làm sao mà mình trồng cho cái cây nó sống trước các bạn ha bằng cách là mình sẽ nghiên cứu về giá thể nè đất trồng cái thứ hai nữa là mình phải um, biết cách chăm cành ha dâm cành rồi mình mà biết cách chăm cành mình xử lý những cái những cái dạng mà <laughs> cây mà mình cắt hết rễ cho nè đó các bạn làm cho nó sống dâm cành được làm cho cái cây mà nó cắt trụi lưỡi như nè ương cho nó sống thì sau này các bạn chăm sóc cây nó sẽ dễ hơn bằng hiểu cây hơn ha đó chứ còn cái vấn đề mà tạo dáng thì mình từ từ đi, các bạn ha thì đối với những cái dòng cây mà có nhựa các bạn ha những cái dòng cây sung là cũng dạng cây có nhựa nè À, lâm bồ bồ đề với lại xanh si rồi á nói chung là những cái dòng cây mà khi các bạn à, cắt những cái đoạn thân và rễ nó có nó có chảy nhựa ra thì các bạn đừng có vội trồng liền nha bạn cắt ra xong thì mình phải gọt cho nó cho nó ngọt cho nó vết cắt cho nó ngọt xong rồi mình để cho nó nó kéo cái mặt cắt lại cái mặt cắt cho nó khô lại một chút xíu có nghĩa là bạn cắt xong rồi mình cứ trồng liền mình cắt xong mình để ngoài gió để cho mát tầm khoảng chừng 30 phút cho tới một tiếng cho cái mặt cắt nó khô ha rồi không mình trồng liền còn đối những cây mà bự những cây lớn thì người ta cũng sẽ trồng liền nhưng mà không tưới các bạn ha để cách khoảng một ngày sau người ta mới tưới nó thì ừ. các bạn làm như vậy thì đảm bảo được là cái cái vết cắt mình nó sẽ không bị ống các bạn ha Cứ nhiều khi các bạn mới tập chơi á thì cũng vội vàng lắm giống như là À, lụm đâu đó hay là đi khai thác đó. ở đâu đó được một cái cây gì đó giống như mình vậy đây đó các bạn vội vàng cứ làm nhanh lên sợ nó chết đó mình cắt xong cái mình cắt không chưa gọt á cái cắt xong cái mình vội vàng mình trồng liền tưới nước liền ha đó thì vô tình là làm như vậy thì cái cây mình nó 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 bị úng nó không ra rễ được các bạn đó thì mình cứ từ từ các bạn nghe, làm từ từ chơi bonsai đừng có vội quá cứ mình kể cả mai chú thủy cũng vậy các bạn nói chung là đối với những cây mà nó có nhựa nhiều ha thì các bạn cứ cắt xong rồi mình gọt đâu đó cho nó làm từ từ ha gọt đâu đó với cắt cho nó ngọn lành hết tha keo lì xẹo vô rồi ha để cho keo nó khô xong rồi để cho vết cắt nó khô xong các bạn trồng vô xong ha. giá thể thì trong cái trong cái giai đoạn này thì các bạn đừng có quan trọng về cái giá thể dinh dưỡng nha mình cứ chọn cát cắm dừa hai cái lại thôi để cho nó À, giữ ẩm và thoát nước là được. À, mình cứ trồng thôi chứ mình đừng có quan trọng là giá thể gì hết. Ở giai đoạn này thì nó nó chỉ cần cái độ ẩm thôi các bạn, à, độ ẩm nó gây rễ thôi ha. Nói à, thì mình cứ trồng, nếu mà cái cây mình à, yếu quá thì mình sẽ chùm bao ni lông à, chùm bao ni lông thì mình cũng phải kiểm tra nha các bạn ha. Kiểm tra là cái môi trường ở trong bao ni lông nó nó đủ độ ẩm không? Nếu mà nó nó dư thì mình cắt cái cái bao ni lông cho nó lủng lỗ đi mình để cho nó thoát ra ngoài còn nếu mà thiếu thì mình tưới nước thêm đó thì mình cứ kiểm tra mình tầm khoảng chừng hai tuần ba tuần là bắt đầu nó sẽ ra lá đầu tiên là nó ra lá trước nha các bạn ha những cái cây mà các bạn dâm hoặc các bạn làm về nè thì nó sẽ ra lá non trước nó chưa ra rễ đâu nó ra lá non trước ra lá non được tầm mấy ngày bắt đầu nó mới ra rễ đó